Đây chắc chắn là một bộ phim kinh dị sởn gai ốc. Bộ phim này được cải biên dựa những chuyện có thật của chính bố đạo diễn Trương Cát An. Ngay khi công chiếu, đã cùng với Chú Nguyền, Âm Hồn Nhập Xác, The Sane lọt top 4 phim kinh dị hay nhất châu Á năm 2021. Vì vậy nên tôi thật lòng khuyên các bạn nên xem bộ phim này cùng một người bạn gan dạ một chút. Trong truyền thuyết, ở một ngôi làng vùng biên giới Malaysia, có một vị thần được gọi là Na Tok Kong, người bản địa năm nào cũng sẽ cúng bái để bảo đảm có một năm mưa thuận gió hòa. Nhưng đúng vào giữa trưa hôm đó, nam chính A Sương đang đi cúng bái thần thì đột nhiên phát hiện ra một con rắn bò ra từ dưới điện thờ. A Sương biết chuyện này rất không bình thường, vì vậy anh ta đã cầm cuốc chạy đi, nhưng lại vô tình làm hỏng cửa gỗ của nhà hàng xóm tên A Nam. Thấy đám người hóng hớt ngày càng đông, A Sương cũng đứng sững tại chỗ không biết làm gì. Anh ta vốn định thương lượng chuyện bồi thường tiền với vợ, nhưng không ngờ A Nam tức giận xông đến nhà tìm anh ta. A Sương biết mình sai nên không dám mở cửa, chỉ đành nhét 20 đồng qua khe cửa làm tiền xin lỗi. Sau một hồi được mẹ và vợ khuyên nhủ, A Nam chửi bới một trận rồi rời khỏi nơi này, sau đó lái xe máy đi mua gỗ về sửa cửa. Nhưng không bao lâu sau, vợ của A Sương là Tiểu Lệ dường như nghe thấy có tiếng người gọi ngoài cửa. Tiểu Lệ nghe xong thì toàn thân run rẩy, cô định làm như không có chuyện gì xảy ra, nằm trên giường cố qua đêm nay. Nhưng hai tiếng sau, cô mãi vẫn không ngủ được. Lúc cô đang trằn trọc không yên, mẹ của A Nam đột nhiên tìm tới nhà họ, chỉ thấy bà ấy thắp một cây nến, sau đó đặt vào chậu gỗ ở cạnh miếu, dường như đang hạ thuật giáng đầu. Sáng sớm hôm sau, A Sương mang các con ra bờ sông để đánh cá, nhưng mấy đứa trẻ chơi một hồi, lại vô tình đi lạc vào miếu thờ thần ruộng, lo rằng lũ trẻ sẽ làm thần ruộng tức giận. A Sương lớn giọng quát lũ trẻ mau đi ra, nhưng đúng vào lúc A Sương đang ở dưới sông đánh cá, không biết tại sao, anh ta đột nhiên ngất tại chỗ. Thấy vậy, lũ trẻ lập tức chạy đi gọi những người lớn gần đó, đưa A Sương về nhà. Tiểu Lệ cũng vội vàng lấy dầu gió bôi vào cổ của chồng mình. Lúc này anh ta mới chậm chậm tỉnh lại, vốn cho rằng chuyện này tới đây là kết thúc, không ngờ những chuyện kỳ lạ chỉ mới bắt đầu. Đêm hôm đó, A Sương bắt đầu nôn mửa liên tục, thậm chí còn nôn ra một ngụm máu tươi và cả những thứ kỳ lạ. Âm thanh này khiến người ta lạnh sống lưng. Tiểu Lệ run rẩy lấy vật đó ra kiểm tra, thứ bên trong chính là vài chiếc bình sắt đã rỉ sét. Thấy vậy, Tiểu Lệ sợ hãi đến ngồi cũng không vững, cô vội vàng đưa chồng đến bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ cũng chưa từng gặp chuyện lạ như vậy, chỉ kê vài loại thuốc rồi bảo A Sương về nhà nằm. Không ngờ, đúng vào đêm đó, một người đàn ông kỳ lạ đột nhiên bò ra từ trong miếu thờ thần ruộng. Hắn ta bò xuống sông và dùng cả răng lẫn móng vuốt, rồi nhảy một số động tác kỳ quái, giống như đang làm một nghi thức kỳ lạ. Đồng thời cũng vào đêm đó, mẹ của A Nam đang thờ cúng đứa con trai đã chết của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thảm thiết. Bà ta bất an đi tìm nơi phát ra tiếng khóc, lần theo âm thanh ngày một gần, nét mặt của bà ta cũng dần trở nên kinh ngạc, cuối cùng nước mắt đầy mặt, bởi vì cách đó không xa, bà ta nhìn thấy đứa con trai bị xe tải tông chết của mình, lúc này đang đứng cạnh miếu thờ thần ruộng. Nhưng người mẹ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn ôm con trai mình khóc trong đau đớn. Sáng sớm hôm sau, để điều tra nguyên nhân chồng mình nôn ra đinh sắt, Tiểu Lệ đi đến cửa hàng kim khí ở trong thôn, nhưng mãi vẫn không tìm thấy loại đinh sắt tương tự. Chuyện này chỉ đành bỏ qua, nhưng A Sương đã uống thuốc rất nhiều ngày, nhưng mãi vẫn không chuyển biến tốt hơn. Cho đến một ngày, A Sương mơ một giấc mơ đáng sợ. Trong giấc mơ này anh nghe thấy tiếng của mẹ A Nam, vì vậy anh không khỏi rùng mình khi nghĩ đến chuyện, liệu có phải mẹ A Nam đã hạ thuật giáng đầu với mình, mới khiến cho anh biến thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma. Cho dù A Nam bị xe tải cán chết, nhưng nếu như không phải A Sương làm hỏng cửa nhà họ, thì A Nam có thể sẽ không chết. Nghĩ đến đây, A Sương quyết định sẽ buông bỏ tự tôn, thành tâm xin lỗi mẹ A Nam, nhưng anh lúc này đến sức lực xuống giường cũng không có. Làm thế nào để đi đến nhà A Nam đây? Sau đó, để chữa khỏi căn bệnh lạ của chồng, Tiểu Lệ đã nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng đã tìm được một thầy đồng khá uy tín ở trên núi. Nhưng người đó lại nói, A Sương đại tiểu tiện lung tung trên núi, nên bị thần núi bà phạt. Vì vậy khuyên cô mang tế phẩm vào trong núi sâu, cầu xin thần núi bà tha cho. Sau đó, thầy đồng đột nhiên nôn ra một bát máu lớn, bảo Tiểu Lệ mang về cho chồng, nói có thể trị được bệnh của anh ta. Đối với số máu không dễ dàng có được này, trong lòng Tiểu Lệ có chút khó nói. Cô vốn định mang số máu này đi khử khuẩn rồi cho chồng dùng, nhưng bởi vì không cẩn thận nên đã làm đổ hơn một nửa túi. Tiểu Lệ lập tức ngây ra, chỉ đành lấy dây lọc chỗ nước còn lại vài lần, sau đó đổ vào nồi đun lửa lớn. Nhưng đúng vào thời khắc then chốt, lũ trẻ đột nhiên chạy vào nhờ cô xem bài tập. Tiểu Lệ xem rất nhập tâm, sau một hồi mới nhớ ra thì nước máu đã bị đun cạn từ lâu, không còn cách nào, cô chỉ đành mang tế phẩm đi vào rừng sâu, lần nữa cầu xin thần rừng bà tha cho. Nhưng lúc Tiểu Lệ đang quỳ xuống cầu khấn, bên tai đột nhiên vang lên tiếng của một người phụ nữ. Cô còn đang nghi ngờ, người phụ nữ đã tiếp tục nói với cô, thần rừng bà lúc còn sống đã bị người hạ thuật giáng đầu hại chết, bà ấy không hại người cũng sẽ không trừng phạt A Sương. Tiểu Lệ nghe xong, lúc này cuối cùng mới hiểu ra, thì ra gã thầy đồng kia từ đầu đến cuối chỉ là tên lừa đảo. Lúc Tiểu Lệ trở về nhà, A Sương cuối cùng đã điên rồi. Anh ta ngồi trên giường bất động,
chỉ trơ mắt nhìn thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Đúng vào lúc họ lâm vào đường cùng, một người hàng xóm tốt bụng đã đưa Tiểu Lệ đi gặp một thầy đồng chân chính. Thầy đồng đặt một cây gỗ xuống đĩa phẳng lớn, là có thể xem nguyên nhân chồng Tiểu Lệ mắc căn bệnh lạ. Thì ra, trước cửa nhà A Sương có một cái cây lớn, có một con quỷ dữ đang ẩn náu ở trên cây, chỉ bởi vì nó luôn lảng vảng ở trước cửa, nên căn bệnh của A Sương mới không thể chữa trị được. Vì vậy, thầy đồng đưa nước thánh trong đĩa và thanh kiếm ngắn trong tay cho Tiểu Lệ, bảo cô đổ nước thánh xung quanh cái cây, sau đó dùng thanh kiếm ngắn chém vào thân cây. Nếu như có thể tìm được thứ kỳ lạ ở gốc cây, thì buộc phải dùng vải đen bọc lại, rồi ném nó xuống biển cùng với tượng thờ thần Na Tóc Công. Nếu làm như vậy, thì bệnh của A Sương mới được chữa khỏi dứt điểm. Tiểu Lệ về nhà làm y như lời dặn. Lúc mới bắt đầu vẫn chưa xảy ra chuyện gì lạ thường, nhưng vừa mới đến nửa đêm, con quỷ ở trên cây dường như bị nước thánh áp chế. Nó đứng trên cành cây tìm kiếm xung quanh. Sau đó, A Sương đang ở trên giường bỗng quỳ dưới đất, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Tiểu Lệ vội vàng chạy đi kiểm tra, thực sự tìm được quần áo bị mất của A Sương lúc trước khi bị bệnh dưới gốc cây. Ngoài ra còn có một con bù nhìn bằng rơm kỳ lạ, trông giống như công cụ để làm lễ hạ thuật giáng đầu. Thấy vậy, cô lập tức thu dọn đồ, dùng vải đen bọc cả con bù nhìn bằng rơm, sau đó lái xe ra ngoài biển. Nhưng đúng vào lúc này, chiếc xe đột nhiên bị thứ gì đó đâm sầm vào. Tiểu Lệ cũng không nghĩ nhiều, lập tức lái xe đi ra biển. Còn con quỷ ở trên cây cứ nằm trên nóc xe đi theo cả đoạn đường. Sau một hồi, cuối cùng Tiểu Lệ đã ra đến bãi biển, nhưng chủ thuyền lại nói với cô, bởi vì thuyền xảy ra sự cố nên gần đây sẽ không ra biển. Cho dù Tiểu Lệ có nói thế nào, họ cũng không quan tâm. Đúng vào lúc Tiểu Lệ đang tuyệt vọng, người phụ nữ ở trong rừng sâu kia đột nhiên đứng trước mặt Tiểu Lệ, nói mình trùng hợp có một con thuyền có thể ra khơi. Cứ như vậy, hai người phụ nữ lái thuyền ra ngoài biển trong màn đêm tối. Tiểu Lệ muốn quay đầu nói chuyện với đối phương, nhưng người phụ nữ lại ngăn cản cô. Tiểu Lệ nghe xong, lập tức ném tượng thờ và con bù nhìn xuống dưới biển. Sau khi hai món đồ này chìm dưới biển sâu, cuối cùng con quỷ dáng đầu cũng biến mất. Trời dần sáng, Tiểu Lệ cuối cùng cũng trở về nhà. Mà chồng cô lúc này, cuối cùng đã có thể rời khỏi giường đứng dậy. Trên thực tế, bố của đạo diễn Trương Cát An sau khi mắc bệnh nặng, sau đó ông cống hiến hết mình để giải cứu trẻ em trong chiến tranh. Trong hơn 30 năm trời, mà những tình tiết trong phim như tấm vải trắng, nôn ra đinh sắt, là những chuyện Trương Cát An đã từng trải qua thời niên thiếu. Được rồi, chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Nhớ like và share nhé!